Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay Chủ nhật ngày 22 tháng 7 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và làm việc với Bộ đội Biên phòng Quảng Bình. Các hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Cảnh báo sâu bệnh hại lúa. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 22 tháng 7, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình. Trong thời gian vừa qua, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã thực hiện nghiêm sự lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, chủ động phối hợp với các lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển, kiên quyết đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên biên giới, nhất là tội phạm về ma túy, đạt kết quả cao. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động xây dựng nền biên phòng toàn dân, các chương trình, dự án, mô hình bộ đội biên phòng tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng bậc em đến trường trên hai tuyến biên giới. Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Thứ trưởng đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ và các mặt công tác của lực lượng bộ đội biên phòng Quảng Bình, đặc biệt công tác sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời những vấn đề nhạy cảm, phức tạp trong mọi tình huống, đấu tranh ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các chuyên án. Đồng chí yêu cầu Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra kiểm soát, kịp thời đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm trên khu vực biên giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng chí cũng đã lưu ý cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng cần tiếp tục nghiên cứu, học tập, huấn luyện, nâng cao năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tốt công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra, nhất là mùa mưa lũ đang cận kề. Thực hiện tốt phong trào xây dựng đơn vị chính quy vững mạnh toàn diện, giữ gìn và phát huy mối đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo cùng với chính quyền địa phương xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hôm qua ngày 21 tháng 7, Ban tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với thị ủy Ba Đồn tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho cán bộ lãnh đạo đã nghỉ hưu trên địa bàn thị xã. Tại hội nghị, 140 đại biểu đã được nghe chuyên đề về quan hệ giữa các nước lớn trên thế giới và một số vấn đề đặt ra trong thời gian gần đây, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và một số vấn đề về tình hình Biển Đông. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất một số ý kiến để các ban ngành của thị xã tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện cơ chế quản lý lãnh đạo địa phương trong tình hình mới. Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn đã trở thành truyền thống tốt đẹp, làm nên sức mạnh Việt Nam, một dân tộc anh dũng, kiên cường và nhân văn. Ngày Thương binh Liệt sĩ là sự kiện quan trọng, là dịp toàn thể dân tộc Việt Nam tưởng nhớ, tri ân các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Đây cũng vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của cả cộng đồng và toàn xã hội để cuộc sống tinh thần và vật chất của người có công, gia đình chính sách đầy đủ hơn, ấm áp hơn. Thời gian qua, huyện Minh Hóa đã giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với thương binh liệt sĩ và người có công theo quy định hiện hành của nhà nước. Theo đó, huyện đã tích cực chỉ đạo hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đối với người có công và thân nhân người có công, đồng thời tổ chức thăm và tặng quà các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 cho 2.108 lượt đối tượng với số tiền trên 425 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2018, huyện đã thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho 4.245 lượt đối tượng hưởng chính sách ưu đãi người có công với số tiền trên 8,4 tỷ đồng, chi trả trợ cấp một lần cho 9 đối tượng với số tiền 98 triệu đồng. Bên cạnh đó, thực hiện đưa đón người có công đi điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Luân phiên Người có công của tỉnh, giải quyết chế độ mai táng phí cho các đối tượng theo quy định. Sáng nay ngày 22 tháng 7, tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh đoàn Quảng Bình đã tổ chức phát động ra quân Ngày Chủ nhật xanh năm 2018 trên địa bàn toàn tỉnh. Ngày Chủ nhật xanh năm nay được tổ chức đồng loạt trên 85 nghĩa trang, bia tưởng niệm của toàn tỉnh, với chủ đề Vì một Việt Nam xanh,
Chương trình ngày Chủ nhật xanh năm 2018 gồm các hoạt động như trồng cây xanh, tu sửa chỉnh trang, quét vôi, vệ sinh môi trường trong khuôn viên các nghĩa trang liệt sĩ, các bia tưởng niệm, khu di tích, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình mẹ Việt Nam anh hùng. Thông qua các hoạt động, Tuổi trẻ Quảng Bình thể hiện sự tri ân, đền đáp công ơn, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, nhắc nhở thế hệ trẻ thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Ngay sau lễ ra quân, đại diện lãnh đạo tỉnh đoàn đã đến thăm hỏi động viên gia đình thân nhân của anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương ở tổ dân phố Đơn Sa, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn và thăm mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Dân ở thôn 7, Hà Tiến, xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch có chồng và con là liệt sĩ. Cũng trong sáng ngày 22 tháng 7, đoàn khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức lễ ra quân ngày Chủ nhật xanh tại nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc. Hơn 50 đoàn viên đại diện cho các đoàn viên thanh niên trong đoàn khối đã đến đặt vòng hoa dâng hương lên đài tưởng niệm và 3.000 phần mộ các liệt sĩ. Sau lễ dâng hương, các đoàn viên thanh niên đã tiến hành vệ sinh môi trường trong khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ tại các bia tưởng niệm, các phần mộ liệt sĩ. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời giáo dục cho thế hệ trẻ biết ơn công lao của các thế hệ đi trước, những người đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay lúa hè thu trả đầu giai đoạn đứng cái làm đồng, trả sau đẻ nhánh rộ. Thời tiết diễn biến thất thường đã tạo điều kiện thuận lợi cho rầy lưng trắng và sâu cuốn lá nhỏ phát sinh trên diện rộng. Nhiều diện tích lúa trên địa bàn toàn tỉnh bị sâu bệnh gây hại sẽ làm giảm năng suất nếu không được phòng trừ kịp thời. Toàn tỉnh hiện có hơn 1.000 hecta lúa bị nhiễm rầy lưng trắng và hơn 1.200 hecta bị sâu cuốn lá nhỏ, tập trung ở các địa phương của huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, Bố Trạch, thị xã Ba Đồn và thành phố Đồng Hới. Theo dự báo, trong tuần tới, rầy lưng trắng và sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 sẽ tiếp tục phát sinh gây hại trên diện rộng, gây nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất chất lượng lúa nếu không có biện pháp phòng trừ kịp thời. Đây là ruộng lúa của Hợp tác xã Dịch vụ và Nông nghiệp Lương Yên thuộc xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh. Vụ mùa này, Hợp tác xã gieo trồng 99,1 ha với sự tham gia của 320 hộ nông dân. Tuy nhiên, theo ước tính, đã có khoảng 60% diện tích đã nhiễm sâu cuốn lá nhỏ và rầy lưng trắng. Theo ghi nhận, số bệnh phát sinh đúng thời điểm thời tiết nắng mưa xen kẽ nên đã gây khó khăn và làm giảm hiệu quả trong công tác phòng trừ. Chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật là đề nghị các địa phương điều tra phát hiện sớm và tổ chức cho bà con phòng trừ ngay và sử dụng các loại thuốc đặc hiệu theo cái hướng dẫn của các trạm trồng trọt bảo vệ thực vật của các địa phương, kết hợp là bón phân cân đối để mà tăng cường sức đề kháng cho cây lúa phát triển. Để phòng trừ rầy lưng trắng, bà con có thể sử dụng thuốc MEP Arau 420 VKP, pha 30 gram thuốc với bình 12 lít nước, phun 2 bình trong một sao, phun thuốc sát gốc lúa nơi rầy tập trung vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Sau khi phun 3 đến 5 ngày, kiểm tra đồng ruộng, nếu xuất hiện rầy cảm cần phải phun lại lần 2. Đối với sâu của lá nhỏ, bà con sử dụng thuốc Clever 150 SC, dùng 12 ml thuốc pha với 20 lít nước phun cho một sao. Khi phun thuốc cần đi chậm, phun ướt đều mặt lá vào sáng sớm hoặc chiều mát. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng cả mô hình sản xuất nông nghiệp liên kết theo chuỗi giá trị là hướng đi tất yếu để đáp ứng nhu cầu thị trường và người tiêu dùng. Tuy nhiên, ở Quảng Bình, người nông dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện cả mô hình này, ghi nhận của phóng viên tại huyện Lệ Thủy. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy đã tích cực chuyển đổi một số diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng khoai lang. Đến nay, xã có hơn 155 ha diện tích trồng khoai lang với năng suất bình quân 10 tấn một ha. Đây cũng là vùng nguyên liệu cho các cơ sở chuyên sản xuất khoai gieo, trong đó có tổ hợp tác sản xuất chế biến khoai gieo Lâm Hường trên địa bàn. Được thành lập từ năm 2013, tổ hợp tác sản xuất chế biến khoai gieo Lâm Hường là một trong những cơ sở sản xuất khoai gieo có hiệu quả tại Lệ Thủy. Trung bình mỗi năm cơ sở này sản xuất trên 8 tấn khoai gieo với tổng thu nhập khoảng 640 triệu đồng một năm. Sản phẩm này là cái hàng của nông sản của địa phương thì
hàng đặc sản, mà hai nữa là cái khách người ưa chuộng của du lịch, khách du lịch chắc thì rất đông, nên chỉ là cái hàng đấy là nó sẽ có một cái vị trí chủ đựng là thế mạnh. Nhưng cái tổ hợp tác của tôi thì mới thiết lập, nên như gọi là cái đầu ra mình vẫn chưa được quảng bá, chưa được rộng. Năm 2013, nhận thấy được tiềm năng sẵn có ở địa phương, chị Dương Thị Hiền ở xã Mai Thủy đã mạnh dạn đầu tư sản xuất tinh bột nghệ. Mới đầu chị chỉ làm quy mô nhỏ lẻ, tầm chục tấn mỗi vụ. Sau khi thấy kết quả khả quan đầu năm 2017, chị mạnh dạn đăng ký thương hiệu tinh bột nghệ Hiền Thuần và được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp giấy phép kinh doanh, mở cơ sở sản xuất tinh bột nghệ để cung ứng ra thị trường. Hiện nay trung bình mỗi năm, cơ sở của chị sử dụng khoảng 800 tấn nghệ tươi và cho ra khoảng hơn 30 tấn tinh bột nghệ, 50 tấn bột nghệ chưa phơi và khoảng 1 tấn bột nghệ đen, nghệ trắng truyền thống. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thu về mỗi năm gần 300 triệu đồng, tạo việc làm cho khoảng 7 lao động. Tuy nhiên hiện nay, cơ sở này đang phải đối mặt với tình trạng giá tinh bột nghệ giảm mạnh. Em làm em cảm thấy lợi nhuận được thì em tiếp tục, em theo. Em theo ngày xưa em đi nghiên nhà họ, nhưng mà sau em nghĩ là miếng sẽ mua về miếng làm cho miếng, sau đó miếng sẽ làm được, làm thuê được cho họ nữa. Đó, bên đầu tư vô là máy là máy thủ công đà. Đã rồi sau càng nghĩ càng lớn ra đà rồi em mới càng thuê người. Để thực hiện tổ chương trình tại cơ cấu nâng cao giá trị trong sản xuất nông nghiệp, tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 vừa diễn ra, nhiều đại biểu đã thảo luận đề xuất bố trí thêm kinh phí cho phát triển nông nghiệp để các địa phương xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới theo chuẩn giai đoạn 2015-2020, thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, hỗ trợ phát triển hợp tác xã sản xuất bằng các chính sách ưu đãi. Đối với Lê Thủy, kinh tế nông nghiệp vẫn là mặt trận hàng đầu, song việc xây dựng một nền nông nghiệp công nghệ cao, một nền nông nghiệp giá trị là một bài toán khó. Để từng bước giải được bài toán khó này, tôi xin đề xuất và kiến nghị hai vấn đề. Một là đề nghị Hội đồng Nhân tỉnh, Ủy ban Nhân tỉnh bố trí thêm nguồn sự nghiệp phát triển nông nghiệp, sự nghiệp khoa học công nghệ để hỗ trợ khuyến khích cho các huyện đầu tư xây dựng mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao để xây dựng được nhiều sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu, truy xuất rõ nguồn gốc, có như vậy mới mở rộng được thị trường, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản. Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp liên kết theo chuỗi an toàn là hướng đi tất yếu để đáp ứng nhu cầu thị trường và người tiêu dùng. Với mục tiêu cung cấp nguồn thực phẩm an toàn cho thị trường, các đề xuất của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh về giải pháp phát triển sản xuất tại cơ cấu lại ngành nông nghiệp, ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ mô hình sản xuất theo công nghệ cao, nếu được thực hiện tốt sẽ góp phần tích cực vào việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Chương trình thời sự tối nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết đêm nay và ngày mai.